Ngọc Khánh xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thì tôi lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cặp bô 301 series 2 với một màu trắng tinh khôi. Màu này rất phù hợp với những căn phòng theo cái lối hiện đại, đặc biệt là những phòng chung cư của chúng ta thì thích hợp luôn. Đấy. Như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, đây là một cặp 301 series 2 màu trắng. Cái màu này là tương đối hiếm. Với cặp loa này thì góc cạnh các thứ vẫn còn đẹp lắm, mỗi tội trông cái màu trắng của nó thì thực sự là nó nhanh bẩn. Đấy, cái đầu tiên tôi cảm nhận đấy là nhà ở cái nhà của tôi thì màu trắng thì thực sự là thấy rằng nó cũng nhanh bẩn quá. Thế nhưng mà thực sự đôi này là một đôi loa đẹp. Đấy, chúng ta nhìn thấy này, các cái góc cạnh này vẫn rất là vuông vắn. Đấy, chỗ này là cái bẩn nhá, chỗ này là cái bẩn tôi chưa lau được. Đấy. Ở mặt sau cũng thế, đôi loa này rất đẹp, nó tiếc mỗi cái là nó màu trắng thôi chứ nè. Mặt lưng cũng chưa bị một khoan một lỗ nào cả. Thông thường thì những cặp 301 như này là mấy thằng Tây rất hay khoan những cái lỗ để nó treo loa. Đấy thì về chúng tôi phải lấp lại và chấm cho nó một tí sơn đen. Thế nhưng mà như cặp này thì lưng nó đẹp lắm, chưa bị một vết đinh nào hết. Cặp tem của nó vẫn còn rất đẹp, tem nguyên bản của nó. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xem chất lượng ra là làm sao. Đây là một cặp 301 series 2 Music Monitor. Như vậy đây là một cặp loa của dòng loa kiểm âm. Trên nó cũng hứa hẹn cho chúng ta thấy là một cái chất âm tương đối tốt. Bát loa. Đấy, chúng ta xem chỗ này là cái vết loang của dầu nhá. Đấy, rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà nó lại có cái vết loang. Thì đây là vết loang của dầu. Đấy, bát loa vẫn còn đẹp. Bát loa trên cũng vậy. Đấy, đây là vết loang dầu này. Loa tép thì chưa tháo ra khỏi thùng loa đâu. Tất cả các loa tép đều là nguyên bản. Cặp này hơi bẩn. Tôi lau chùi nó cũng qua thôi. Đó. Cặp này chúng tôi đã test thử rồi. Đấy, chất âm các thứ là ngon lành, hoạt động hoàn hảo. Thì hiện nay thì cặp loa này Ngọc Khánh đang bán ra với cái giá là 7 triệu. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình. Đấy, phải nói rằng đây là một cặp loa tuyệt đẹp luôn. Trước hết là nó nguyên bản, nó zin. Cái thứ hai là nó lại cũng tuyệt đẹp, mà tôi chỉ thích mỗi cái là nó không bị cái lỗ đinh nào. Thông thường loa 301 series 2 là mấy ông Tây rất ẩu, là cứ hay khoan lỗ bắt ốc để treo. Nhưng mà cặp này đẹp lắm. Đây, tôi lại gần lại một chút để chúng ta xem. Thậm chí đến cái tem nó vẫn còn chữ nghĩa, vẫn chưa xước sơn cơ mà. Đó. Rồi, các bạn đã biết là tôi chuyên về loa bốt. Thế cho nên là loa đen và loa vàng thì tôi có rất nhiều. Đấy, như chúng ta nhìn đây. Đấy, tôi cứ chất đống một. Thế nhưng mà thực sự là loa trắng thì rất ít. Đấy, anh em có nhu cầu thì nhanh tay nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.